mẹ kể bé nghe con cua ngang bướng một hôm cá giết lấy tình bạn bè khuyên giải cua nhỏ cua nhỏ cậu đừng nên nóng giận nóng giận nhất định hư diệt thôi cua nhỏ nghe không lọt tai đáp ừ tôi nóng nảy đó rồi sao lương xen lời vào cậu đừng nóng nóng giận sẽ thiệt thòi cho mình chứ chẳng giải quyết được gì cả. Nói bậy, tôi chả tin, tôi nóng nảy đó rồi sao? Cua nhỏ cũng chẳng nghe lời nói của Lương. Tôi khuyên cậu vì tôi là người già nhất ở đây. Phàm sự việc bị hỏng, nói chung là do tánh nóng nảy mà ra cả. Rùa chịu hết nổi cũng lên tiếng khuyên. Cậu không thể bình tâm hòa nhã mà nghe một chút được sao? Sàm dở, tôi chả tin tôi nóng nảy đó rồi sao cua nhỏ cũng chẳng màng đến lời khuyên của rùa cá chạch thấy vậy nói cua nhỏ đợi đến khi cậu vấp ngã thất bại rồi cậu mới biết nóng nảy là không tốt nhưng lúc đó thì đã muộn tôm thấy mình cũng là dòng họ thân thuộc với cua sợ cua nhỏ sẽ có ngày hối hận nên cũng tiếp lời khẩn thiết khuyên ngăn tôi cũng khuyên cậu đừng có nóng nảy cậu không tin sau này ắt có ngày chứng minh lời nói của tôi không sai phải đó một khi gặp chuyện rồi cậu mới tin lời chúng tôi là đúng lời chúng tôi khuyên lên đều nhầm ý tốt cả cá chép cũng không tiếc lời khuyên theo đó cá đen cá vàng cá xanh cá trắng cũng thi nhau phụ họa các người ăn hèm uống rượu say hết cả rồi cứ nói ngông nói cuồng tôi chả tin chút nào tôi nóng nảy đó rồi sao nhỏ, cương quyết không chịu nghe lời phải ý tốt của mọi người. Hừ, ai dám động tới tôi chứ? Trong lúc ngỡ mình là đại tướng quân, có thể ngang dọc khắp nơi, bất chấp luật pháp, cua nhỏ ngang nhiên bò lên bãi cát bờ sông, thì vô tình đụng phải cán cần câu của ông Ngư. Nó nổi giận kẹp chặt cán câu. Cái thứ mi là thế gì mà dám đụng tới cua nhỏ ta hả? Nay đã bị ta kẹp cứng rồi, Hừ, ta chả buông đâu Tới già tới chết cũng không buông Ông Ngư nói Mi không buông càng tốt Ông nhẹ nhất cán câu lên Cô nhỏ bị bắt bỏ vô giỏ gốc liễu già đứng ở bờ sông Lắc đầu thở dài nói Ngang ngạnh cố chấp Trước sau cũng mang quả vào thân Bây giờ Cô nhỏ chỉ có thể ở trong giỏ Kêu chịp chịp Chớ hết biết nói gì qua câu chuyện trên các em rút ra được bài học gì nào đúng là tính nóng nảy ngang bướng thường làm hỏng việc các em đừng như cua nhỏ mà nên sống hòa nhã biết nghe những lời khuyên phải trái để xử lý mọi tình huống thì mới tránh được nguy hiểm